Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay bên em về được một bộ loa vi tính rất là hay. Bộ loa này thì được xách tay ở bên Nhật về. Nó có tên mã là Bo Company 3. Và đây là cái dòng series 2 rất là nổi tiếng. Thì như anh em có thể thấy thì những bộ loa vi tính như thế này thì nó cho một cái chất âm rất là tốt và tiếng bass rất là khỏe. Company 3 series 2 này thì nó sẽ sở hữu một loa subwoofer bass 16. Thêm đấy là hai cái loa tai rất là đẹp, màng e căng là bằng nhôm, thân đế tất cả bằng kim loại hết. Ở đây thì nó có một cái radio, nó có một cái control để chúng ta chỉnh âm thanh, cũng giống như là to nhỏ, nút nguồn, nó cảm ứng, anh em chỉ cần chạm vào là nó sẽ tắt đó. Hàng về thì còn đầy đủ phụ kiện và thùng xốp nha anh em. Nó cũng là hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó còn giữ lại được cả thùng nên là cái độ mới của nó rất là cao. Ở phía sau nó có một nút để chúng ta chỉnh bass, và hai cái rắc này là hai cái rắc để cắm hai loa tay. Đây là cái rắc 3.5, đây là rắc control, và cuối cùng là cái nút nguồn, là cái phần nguồn. Đó, và đây là cái nút tắt nguồn này, anh em có thể thấy. Chất âm rất là hay, rất là khỏe. Bass tốt. Nói chung anh em làm văn phòng hoặc là chơi âm thanh ở nhà nghe live thay cho loa TV thì rất là tốt. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua bộ này nhé. Đây là cái phần catalog. Tôi lính chẳng xa nhà. Này là bên Nhật. Gió lui biết ai đâu hẹn hò, lòng người hay đắn đo, trời đã ban cho bạn đường là tay súng mến yêu tôi thủy chung. Đi đánh trận trăm ngàn